Hello, xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với lập trình C nhé. Thì đây là một câu hỏi rất nhiều bạn đã gửi về cho mình. Đó là làm cách nào để chúng ta chuyển một cái ma trận hay là cái mảng hai chiều đó về thành một cái mảng một chiều. Thì cái cách làm nó cũng rất đơn giản thôi các bạn. Đó là chúng ta sẽ nối từng hàng, từng dòng lại với nhau. Bây giờ mình sẽ mở Dep C lên và chúng ta thực hiện cái bài tập này nhé. Ok, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái file mới và mình sẽ giữ lại cái đoạn code là nhập vào một cái ma trận và xuất ra cái ma trận. Thì cái đoạn code này mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần trong những cái video trước đây. Nếu các bạn chưa có biết cách làm, các bạn hãy click vào phần mô tả của video, các bạn sẽ thấy được cái đoạn code này phía bên dưới và các bạn có thể download về tham khảo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần đó là chuyển mảng. Chuyển một cái mảng hai chiều về thành một cái mảng một chiều. Vậy thì bây giờ đó các bạn, mà các bạn muốn chuyển cái mảng này về thành một cái mảng một chiều thì buộc các bạn phải khai báo cho mình thêm một cái mảng nữa, đó là cái mảng một chiều. Và cái mảng một chiều này nó phải có kích thước là bằng số lượng dòng và số lượng cột của cái mảng hai chiều nhân lại với nhau nhé các bạn. Đó, mình sẽ có một cái mảng B có kích thước là 10.000 lần, tức là lấy 100 nhân 100 đó. Và mình sẽ có một cái biến nữa, đó là biến số lượng của cái mảng B này. Ví dụ như mình có số lượng biến là số lượng phần tử trong cái mảng B đó là k đi, thì mình sẽ có một cái biến k đây nhé. Ok, bây giờ mình sẽ viết một cái hàm hàm void, hàm đó là chuyển mảng, chuyển ma trận thành mảng một chiều. Rồi ok, trong cái phương thức này thì mình sẽ có một cái mảng x nha. Đó, một cái mảng x. Mảng x này thì có m dòng, n cột, và mình cũng cần phải có một cái mảng nữa, đó là mảng 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 y đi. Mảng y thì mình sẽ cần có dụ là 1.000, 10.000 chẳng hạn. Và mình sẽ có một cái biến đây là biến và k các bạn nha. Các bạn thêm giúp mình chỗ này là dấu và k, để mà khi chúng ta chuyển đổi xong á thì cái biến k này nó sẽ thay đổi giá trị đi. Ok, cái việc đầu tiên đó các bạn ạ, đó là các bạn hãy giúp mình đặt một cái biến, biến là biến index nó bằng không, nó bằng không nha các bạn, nó bằng không. Tức là mình sẽ đi lần lượt từng cái phần tử một, mình đưa nó vào cái mảng y và mình cần phải có một index để mình tính toán được là mình đang ở vị trí nào. Và mình sẽ có k, k thì nó sẽ bằng là số lượng dòng nhân cho số lượng cột của cái mảng hai chiều. Chúng ta nhân lại thì nó sẽ ra là số lượng phần tử của cái mảng một chiều. Bây giờ các bạn sẽ giúp mình có hai cái dòng lọc để chúng ta duyệt hết được tất cả những cái phần tử ở trong cái mảng hai chiều. Đấy, mình sẽ cho y bé hơn m nè. Xin lỗi các bạn, chỗ này là dấu bằng nhé. Bằng không, y bé hơn m, y cộng cộng. Rồi, ok, tương tự vậy thì ở đây các bạn sẽ có một cái mảng là for z, z đi từ 0, z bé hơn n, z cộng cộng. Rồi, ok các bạn. Các bạn ở đây các bạn sẽ giúp mình làm một cái thao tác như thế này. Đó là các bạn sẽ đặt cái biến y, y tại vị trí thứ index sẽ bằng x tại vị trí thứ y, z. Đó, sau đó các bạn sẽ tăng index lên một đơn vị. Rồi, ok. Vậy là khi các bạn kết thúc cái chương trình đó các bạn, cái biến y này nè nó sẽ lần lượt là index là 0, 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Thì nó sẽ biến cái mảng này thì thành còn một cái mảng một chiều. Ok, như vậy là mình đã viết xong rồi đó các bạn, rất là dễ ha, đơn giản. Thì mình giải thích lại nè, mình có hai cái vòng lặp for y và for z này, nó sẽ đi lần lượt lấy từng phần tử trong cái mảng x, z ra và nó sẽ gắn vào cái mảng y. Cái index này thì nó sẽ lần lượt đi từ 0 và cho đến k luôn, nghĩa là vì cái số lượng lần lặp nó sẽ là bằng m nhân n đúng không ạ? M nhân n thì lúc đó cái index này nó sẽ dần dần nó sẽ đi tới cái giá trị là bé hơn k. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái mảng y này nó cũng sẽ được gán lần lượt từng phần tử vào bên trong. Ok, bây giờ mình sẽ gọi thử cái hàm này nha. Chuyển này mình sẽ viết tiếp chữ n. Rồi mình sẽ gọi cái hàm là hàm chuyển chuyển ma trận. Thì ở đây á mình sẽ nhập vào biến a này, m này, n, y và k. Đó.
Rồi, ok, mình viết thêm một cái hàm nữa, đó là hàm xuất mãn một chiều. Xuất mãn một chiều á thì các bạn rất là dễ, mãn một chiều thì các bạn chỉ cần một cái biến thôi, đó là mãn nó có bao nhiêu phần tử thì chúng ta thêm một cái biến là biến n đây nha, rất là dễ ha. For y bằng 0, y bé hơn n chấm phẩy, y cộng cộng. Rồi chúng ta sẽ print phần trăm d, rồi mình tab một cái cho nó có khoảng trắng ra, thì mình truyền vào đây cái biến là is tại vị trí thứ y. Nó các bạn rất là dễ ha các bạn. Ở đây các bạn thêm cho mình giúp một cái dòng là printf xẹt n nha, mãn một chiều hai chấm đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuất cái mãn, sẽ dần chúng ta sẽ thấy được cái giá trị cái mãn này. Rồi xong rồi, mình lưu cái bài này lại là bài số 56. Đây mình sẽ gọi cái hàm là hàm xuất xuất mãn một chiều, rồi mình sẽ truyền cho nó là cái mãn là mãn y nha, và k phần tử, số lượng phần tử là k đó. Rồi đây chúng ta chạy thử. À, chúng ta không có mảng y, chúng ta có mảng b, mảng b các bạn nhé, mảng b. Rồi chạy lại nhé, compile and run. Ví dụ mình có hai dòng và ba cột nha, một nè, hai ba bốn năm sáu đó, đây là cái mảng hai chiều, một hai ba bốn năm sáu. Nhưng cái mảng một chiều của mình sẽ là gì các bạn? Một hai ba bốn năm sáu như thế này, từ trái sang phải thôi, nó chỉ có một dòng thôi. Đây mình sẽ cho cái này nó nhỏ lại, các bạn sẽ thấy nó lên một dòng ngay. Đây các bạn thấy không ạ? Mảng hai chiều là 1 2 3 4 5 6, nó có hai dòng và ba cột. Nhưng mảng một chiều của chúng ta là chỉ có từ trái sang phải như thế này. Rất dễ đúng không ạ? Cái cách để chúng ta chuyển từ một cái ma trận về thành mảng một chiều nó cũng rất là dễ dàng thôi. Các bạn nhớ xem lại cái đoạn code của mình bên dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn hãy tự làm lại cái bài này. Chúng ta mỗi ngày chúng ta làm một chút thôi thì các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ rất là giỏi về cái ngôn ngữ lập trình C nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.